Đây lưng chừng mây đây, đứng ở phía trên của lưng chừng mây nhìn xuống. Wow, mặt trời đang lên. Đẹp hết nhỉ. Chào cả nhà, hôm nay anh em mình đi tham quan lưng chừng mây Đà Lạt 2. Đấy. Đường vào lưng chừng mây thì có tới một con hẻm nhỏ và người ta để một cái biển ở trên này. Đó, các bạn thấy một tên không? Đó là biển, vào chỉ dẫn vào lưng chừng mây đấy. Này là mình đi hơi quá rồi, mình sẽ quay lại. Đó, cái biển lưng chừng mây to ở đây, còn đi số một đoạn nữa là con hẻm đi vào. Đây là cái con hẻm mà đi vào lưng chừng mây. Từ đầu con hẻm này mà đi vào trong lưng chừng mây cũng tầm khoảng 200m nữa. Đi dọc đường thì đi gần tới ngã ba thì người ta có một cái bảng chỉ dẫn cho mình. Mình chỉ việc đi thẳng tới nơi thôi. Lưng chừng mây được xem như là Đà Lạt thu nhỏ. Tên của nó là lưng chừng mây Đà Lạt 2 luôn nha. Ê, Đà Lạt 2. Còn người này đầu tiên khá là lạnh. Lưng chừng mây, địa chỉ đồi 99 La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Lưng chừng mây, đi dốc. Vì đang làm cái gì nè con, rào đi nè, đúng không? Lúa này giờ một hai người trồng lúa là lúa đép nè. Lúa đép đó. Đúng rồi, lúa kìa. Lúa đép. Đây là view từ lưng chừng mây nhìn xuống sông, sông này sông gì ta? Sông La Ngà hả? Sông La Ngà. Sông La Ngà đang tút đằng xa kìa. Còn từ bãi xe đi lên đây, lưng chừng mây đi lên. Đẹp chứ nhỉ? Đẹp. Này rất là. Cảnh đẹp tự nhiên thơ mộng. Đây dàn hoa bên này, phải có dàn hoa nữa. Quay chụp hình cũng đẹp. Đây là cái đường lúc nãy mình đi lên. Giờ đi vào trong. Ở đây lạnh ghê á, ở đây thì mặt được ấm chứ không lạnh lắm. Mười chín độ, bây giờ là 6:20. Ôi, đây có dàn hoa màu vàng, hoa này giống hoa ngũ sắc đó, không phải nhỉ? Lạnh quá. Này cho con tài. Một cái này con xe cổ đẹp đó. Hả? Ờ, quay xíu về trong là vào xem nước nó như nào.
Ủa lạnh mà rung tay trời. Lạnh quá các bạn. Ở đây có nhiều mặt trẻ đang chụp hình. View này đẹp quá. Ủa như là đặt chiếc sơ. Chụp hình. Wow. Ngồi đây chụp hình là đẹp này. Xin chụp với nhau. Hả? Ủa lạnh gì sợ lạnh nó trúng tay trời. Ờ. Vậy giờ kia họ cho thuê lều à? Cho thuê lều ngủ qua đêm. Ở đây có BBQ rồi cắm trại. Cắm trại luôn ha. Cho thuê trang phục. Ui chà, rồng trên kia nữa mà, trên kia rồng nữa mà. Nhiều điểm quá. Đây là toilet. Này lạnh ngang Đà Lạt. Lạnh đúng tay đó. Mình đi lên nhà đi. Lên xíu ở trong ngựa ở chỗ đây. Đây là ơi, giờ đi vào xem nước mưa nào. Khuya dậy sớm là cái công việc. Để mà tiền trong túi mới có một cục dày. Anh chẳng mong ngày mai mình sẽ đón một ngày nắng thật đẹp. Biết núi con đường là những hàng cây xanh. Sống làm sao thì không phải núi thịt. Alo, chào em. Chưa đâu hả? Mấy giờ ở đâu? Giờ chưa order em? Giờ tại pha chế chưa có anh thôi. À vậy anh em quá phải ứng hợp. Vậy anh đi tham quan vòng được. Nói chung là phải lấy. Ok, cảm ơn em. Sớm quá. Sớm quá cũng quá cho order được. Đến cuối cùng, ai ở bên tai, ai cùng đứng nghe với câu hát cho ta nghe. Ai ngồi ẩn eo và không má từ bây giờ nhân viên pha chế mới tới. Cùng tâm ước và ai đã từng yêu. Từng ai bước. Ôi, lại dễ sợ. Lặng mạn à. Lạnh quá, cầm máy quay mà còn rung nữa. Ôi, đi vào vòng tham quan đây. Chỗ này có nhiều địa điểm để mình check in, chụp hình nhỉ. Này làm theo phong cách Đà Lạt đúng không? Đà Lạt đó. Không khí lạnh chứ, mùa này không khí lạnh lắm. Mình nghĩ là mình nên đi vì sáng rồi bị tối. Trưa thì nắng lên rồi. Ok, đường chính ngoài đi ra ngoài lên cũng được. Không đi vòng ở bên này cũng được. Ủa cái này mà đêm mới đẹp nè. Lạnh mà rung tay chứ. À đây là cái đồ kiều đúng không? Nông trại vui vẻ. Hình như có người cắm trại ở đây. Thỏ này, thỏ. Đâu? À thỏ. Nông trại thỏ. Ui, con thỏ này. Xin chào buổi sáng, chú thỏ. Đây có cần hóc nó đút vào nữa. Đây là như là cừu dê gì á. Mà giờ chưa ấy. Dạ chắc cừu thôi. Ừ. Cừu. Nhưng mà nhốt trong. Chắc nhốt ở trong kia. Ui lạnh gì sợ. Sao lạnh dữ trời.
mình đi lên đây này đi. Lại quá đây thật. Thử lên cao xem trên này như thế nào. Hai người là 158.000, 179.000 một phiếu. À, phiếu này bao gồm nước chưa hay sao? Dạ, bao gồm cả nước. À, chút cả nước tự chọn đúng không? Dạ. Ok. Cảm ơn. 158.000 là hai phiếu đó. Dạ. Mua vé. Ok, cảm ơn em. Chơi tẹt ga luôn à? Hay là chơi coi giờ? Dạ, tẹt ga luôn anh. Dạ. Mình không được lên túc trên đồ nha anh. Đã, chứ nó đang trong. À thì tầm ở đây đúng không? Tầm dạ, ở đây xuống. Còn ở trên trên đồi mà chưa có công trình nào thì mình không lên đúng không? Dạ. Trên đó là của mình hay là của người ta? Dạ, trên đó là khu cắm trại đang trong. Công trại nào? Đây đúng không? Dạ, từ cái chỗ cái cổng màu xanh đó. À. À là dạ, của người ta. Đó là không lên được ha. Dạ. Ok, đồng ý. Ê, mình lên chỗ này quay xuống xem. Là vé này là nó bao tiền nước. Nước thôi đúng không? À, nước thôi. Nước thôi. Cũng rẻ đúng không? À, trên này là cắm trại của người ta nên là mình không được lên trên này, chắc dành cho những khách mà nó đặt trước đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ở đây nữa này. Ủa, UQ đây này. Ôi. Đây là cái bếp. Bếp á, bếp đốt chảy à. Tối mà vào đây mà chơi được nhỉ. Lẻ rủ bạn bè rồi anh chị em tới đây. Nhậu có nhức nách. Đời hai hướng dương à. Đúng rồi. Mình vô đây phải chụp hình chứ nhỉ. Đầu hoa hướng dương đang nở hoa đây nè. Men đâu rồi, chứ có gơ nữa là chụp hình. Đúng rồi, mấy bạn nữ vào đây thì chụp hình thì tuyệt vời. Đúng là hoa hướng dương nên nó nhìn về một hướng mặt trời luôn á. Hướng mặt trời đang này. Ừ. Hướng về mặt trời đâu. Ô mày giờ nó có lạnh. Oh my god. Mặt trời đang lên nha. Đẹp đấy. Được ta. Không, trên kia chắc mấy bạn ấy đặt rồi sao. Ở trên kia là những cái lều mà người ta cho thuê. Cái cắm trại họ đặt rồi. Ờ đúng rồi, cắm trại là họ đặt rồi. Lý tưởng nha. Hợp lý. Tôi một trải nghiệm. Đây lưng chừng mây đây, đứng là phía trên của lưng chừng mây nhìn xuống. Wow, mặt trời đang lên, đẹp hết nhỉ. Nói chung mà mình tới đây mà mình nấu nướng rồi BBQ rồi nhậu thế này bạn bè thì ok đấy. Tâm sự. Ở đây mà họ trồng nhiều hoa nữa thì đẹp. Giá vé vào đây thì 79 nhỉ, 79 80 ngàn một người. Là bao gồm cả tham quan rồi nước. Nước gì cũng được. Wow, nhìn thấy sông La Ngài đấy kìa. Chỗ kia nó hỏi cho chỗ kia mà mình đi vào câu cá đúng không? Thì mình nói chung là mình biết điểm biết đường đi thì đi được hết. Đúng là ngôi nhà trên đồi luôn. Đây.
Đây mình đang quay một vòng cho các bạn xem view của lưng Trường Mây. Và dưới đằng kia là bãi gửi xe. Chỗ này mà ngồi nhậu BBQ thì rất chi là tuyệt vời. Có hàng ngô, hàng bắp. Bắp đấy là bắp nhà trồng được. Nông trại vui vẻ nhưng mà chưa có thấy cái gì hết ngoài trừ mấy con thỏ. Chắc do tụi mình tới sớm quá nên là mấy con cừu rồi mấy con dê nó ngủ. Ồ, hàng này đẹp. Ở đây 7 giờ 30 pha chế mới tới. Đây là thành chính. Ôi, ở đây có nhiều đường đi, không biết đi đường nào. Đường đi Vũng Tàu này, đường đi Đà Lạt này, Hồ Trị An, dọc 12, đồi Chiến Thắng, Vĩnh An, đồi du lịch, đã Ba Chồng, suối 30, đồi cá, ui trời, này nhiều đường quá không biết đi đường nào. Ôi cái xe đẹp thế này mà chở ghế thế à? Đây, chỗ này là tổ chức sự kiện cũng được nữa, rộng. Đây mặt trăng này nhiều bạn hay chụp hình check in. Hướng mặt trời đẹp á. Nhìn chung thì cũng có cái view của đằng kia thì nó đẹp, có hoa ở dưới kia nữa. Bên kia thì khu vực cắm trại rồi BBQ. À đằng này có cái gương thần. Mê cung gì đây? Cái này là mê cung gì ta? Cái này là mê cung gì đây? Có mấy cái gương, có mấy cái gương dựng lên này. À, lò đốt lửa này. Đó, đây là cái lều trại đây, đốt đây, ngồi đây nhậu tuyệt vời. Rồi ngắm bình minh lên. Đây, hello gương thần cơ, sao gương thần phát. Gương thần. Ê, xem mà nhìn gương này nó đẹp thế ta. Đứng này nhìn gương này, nhìn mình trong nhìn nó đẹp thế. Đúng là gương thần. Mặt trời bây giờ lên cao rồi. Đây, cỏ lau đẹp quá. Ui giời, view này là view sống ảo luôn. View đây là view nhìn xuống sông La Ngà luôn. Đấy, trên sảnh họ thiết kế một chỗ view cho mình chụp hình đấy. Mặt trời lên cao rồi.
chỗ này là ngồi ngắm mặt trời. À, hình như là được ấy rồi đúng không chị? Dạ, được order. Được order rồi, vào order thôi. Phiếu nhận nước luôn chừng mây số từ 015. À, cho anh đi cà phê sửa nóng đi, ta sửa đá đi. Ở đây có ăn sáng không ta? Có bánh mì chảo á. Bánh mì à, bánh mì chảo là nó có pate xúc xích. Để cho mẹ anh đặt nước em nhé. Đâu? Ở đây mì chảo. Ôi, cứ ngon. Buổi sáng mà uống cà phê ở đây thì cũng tuyệt vời đấy nhỉ. Hai anh em mình gọi hai ly cà phê sữa đá, lạnh uống sữa đá nữa, phê luôn á. Cà phê sữa đá đây nói chung là ngọt nhẹ, không có ngọt đậm đà, uống được. Uống cà phê mà ngắm cái view này thì tuyệt vời. Mặt trời lên cao này, bây giờ là 7 giờ mặt trời lên cao. Hỏi mấy bà đang làm gì đây? Chào các ba. Các ba đang làm gì vậy? À, các ba đi làm vườn. À, làm vườn ở dưới này hả? Đấy, nói chung là à, đây là chăm sóc rau. Ờ, chăm sóc mấy cái rau với hoa đấy hả? Lạnh không con? Lạnh. Mà giờ cũng Đà Lạt mà con. Ở đây cũng giống Đà Lạt. Gọi là Đà Lạt đi con, nó cũng lạnh. Dạ, dạ. Hôm nay con, tụi con ở đây tới sớm chơi, nhà nó mát, nó dạ. Con có vẻ nó hơi lạnh lạnh này, này kia hơn. Rồi cái buổi chiều mát á thì mình có đèn này kia nó chiếu nó đẹp hơn giữa trưa. Dạ. Giữa trưa thì nó nắng quá. Dạ đúng rồi. Ở đây thì chắc là bởi đẹp nhất là buổi sáng với buổi tối nha. Đúng rồi. Bằng tầm 4 giờ chiều. 4 giờ chiều là. Ở đây còn 3 giờ là khoảng cái này là mát hết rồi. 3 giờ là à. 3 giờ là cái mặt trời nó che cái đồi rồi á. À rồi hả? Đúng rồi, là che cái khúc này đúng không? Là mình gọi đây là mát rồi. Tới đây là con đẹp. À dạ. Con buổi tối thì đẹp cái kiểu buổi tối. Dạ. Nó đen. Dạ. Đúng rồi, chỗ này dành em đây. Tụi con đi tới đây là 6 giờ rưỡi nó lạnh. Giờ đỡ rồi. Đúng rồi, chưa mà trời lên. Lạnh mới hơi như Đà Lạt luôn đấy, lạnh cũng tay. Đà Lạt lạnh mà lạnh thật sự là với cái này mình cũng mới tạo lập nó cũng chưa có được thành phẩm gì nhiều con. Dạ, dạ, dạ. Từ rồi mới được nó, dạ. Nó mới đẹp. Đúng rồi, này phải lên hoa rồi lên này nhiều đó, nó mới đẹp. Con biết không, giờ mới nội mà ngang đất mà nó bằng như đồi mà con làm như vậy là cũng quá dạ, dữ lắm. Là công phu rồi. Cái điểm này mình mở lâu chưa bác? Mới đây hả con? Dạ. Mới mà. Mới. Ừ. Giờ cũng hình thành nhiều khối rồi. Rồi bác làm nhá. Dạ, bác đi rồi. Chơi chút. À. Ê có bên cung đây. Bên anh Thân rồi. Thử tặng giùm đi. Cung đấy. Để ly cái cà phê đây này. Cung vậy. Luồn vào trong cái ống này. Đây, trên này có trải nghiệm săn bắt hái lượm nữa. Trong là mấy con cừu ra là lấy cái cung này bán được ấy. Mấy giờ là cho cừu ra hả bà? À. Ồ dứt. Mấy điểm ta? Ui dồi dồi dồi, tên này thì săn thế này thì sáng chết rồi, chết rồi. Ê, cái này là cái giỏ đeo sau lưng hả? Cái này cho chụp hình rồi đó.
Trong này là trong kiều hả ba? Trong kiều ở đây con. À kiều đây. Bây giờ là cho ra để mọi người tham quan. Nó có trong kiều có nên có cho ăn xong vậy nè. Chặt cỏ bông cỏ cho nó ăn no rồi mới cho ra. Ai mới cho ra đúng không? Vì sáng nay chưa cho ăn. Dạ, đây là trong kiều. Ra thăm mấy con kiều. Ê có một con kiều con. Ăn cỏ rồi kìa. Nó lọt đúng không? Đây một con cừu con đã bị sổng chuồng đi ra ngoài ăn cỏ. Còn một con cừu đây. Đây, cừu đây, cừu này phải tắm rửa rồi mới chụp hình được chứ. Cừu kêu sao ta? Cừu kêu cừu kêu be be hả? Đây là cừu, cừu nông trại vui vẻ. Hẳn là mấy con kiều ở đây là rất chi là vui vẻ. Mặt trời lên cao như 7 giờ hơn rồi các bạn ơi. Đẹp đấy. Các bạn nên tới đây từ 6 giờ cho tới 7 rưỡi 8 giờ thì trời nó đẹp thì mình có thể chụp hình được. Chứ lên cao quá thì lên mà hơn 8 giờ 9 giờ thì trời nắng lên đấy. Chụp nắng lắm. Còn buổi chiều tầm 4 giờ thì tới đây là đẹp luôn. 4 giờ cho tới 7 giờ tối lên đèn đó, là đẹp. Đây khu cấp binh. Cao quá ha. Nhìn đây là nhìn tổng thể được cái quán luôn. Nhìn xuống tút ở dưới sông La Ngà kia cơ mà. Đây, nông trại vui vẻ là chính thức mở cửa kêu ra. Em này đang bị ra ngoài. Uông. Uông. Và chân kêu đi anh. Cái này anh kia anh bảo là con bò hay con gì á, trông con tuột sợ luôn. Nè mấy cưng, tôi cho mấy cưng này nó còn sợ các bạn ạ. Ê hình anh này. Ô dễ thương dễ sợ luôn. Là con phải nắm bằng tay, nắm tay bỏ. Này nó lạnh mà nó xù hết cả lông rồi. Ôi con này nó đang đói. Cưng xíu. Ui dồi nó dành nhau ăn kìa. Wow. Này giống con chuột kia nhớ đó. Đây là hình như là đây là mấy con mẹ sao? Mấy con mẹ thì nó khôn hơn. Có vẻ như nó không thân thiện lắm. Hay nó ăn này, nó ăn rồi các bạn ơi. Này, cho tụi mày ăn nè, ăn nhiều vô. Đó, không cải vui vẻ. Đây con thỏ. Ô, con thỏ trắng mắt không giống này là giống mắt đỏ ha. Giống mắt đỏ. Thỏ ngọc. Nó là thỏ ngọc. Đẹp kìa. Thỏ ngọc trong phim Tây Du Ký là giống nó như vậy. Trong truyền thuyết luôn. Dạ. Nó khỏe lắm, thỏ ngọc này nó khỏe lắm, nó có thể tắm mưa được. Rồi bữa nguyên đàn của nó chạy ra ngoài dễ thương lắm mà không bắt nổi nó luôn á. Nó lùi khỏe hơn mấy cái con này đúng không? Đố con bắt được con màu trắng con. Ở đây họ có bán mấy cái đồ sấy khô này. Này là khoai môn sấy này. Mít sấy. À artichoke, anh dây. Rồi dâu tằm. Dâu tây. Có kẹo này. Cái này là trà cỏ ngọt 40.000 một làng. Có cả bánh khô, giá niêm yết ở đây hết này. Cái này là bọc ngô Mỹ, giá là 29.000.
Cái này là cơm, cơm cháy à? Họ có bán cả xoài, hoa quả nữa. Đây, ở đây có bán thức ăn buổi sáng nữa nha. Là bánh mì chảo một này. Giá 50.000 một suất một phần. Mình gọi hai phần cho hai anh em. Đây là một phần bánh mì chảo một. Gồm có là một hộp bánh mì. Rồi cái này là salad à, salad trộn. Đây, nhân vật chính đây. Phô mai, trứng. Rồi cái này là dưới thịt bò hả? Bò. Bò phô mai. Thịt bò. Đây phô mai. Giờ tương chấm nữa. Đúng rồi, tương chấm. Mời các bạn mình ăn thử coi. Bò hơi dai. Ngon lắm. Ngon. Nhưng mà hơi dai một chút. Cái này là cái gì đó? Ba tê hả? Ba tê. Này mình ăn không quen, nó hơi là tanh. Giờ mình ăn không quen thôi. Nói chung mà đồ ăn ở đây được. Bánh mì. Trứng. Ở đây họ nấu vừa miệng. Ba tê được không? Dạ. Ngon không? Dạ. Ngon hả? Đây, anh nói chung ba tê phô mai gì anh ăn được hết. Em thì chịu, cái ba tê này em ăn không được. Ba tê để làm gan. Gan. Nói chung là cái cầm nhấn thì tùy mọi người thôi nha. Tùy mọi người thôi. Đây, tụi mình có mua thêm hai chai nước ngọt. Em là 25.000 một 25.000 một chai này hả? 25.000. Và hai chai là 50.000. Đây là lối đi xuống chỗ đậu xe. 8 giờ rồi, đông lắm. Bây giờ khách tới đông lắm. Đúng là đi phải bờ sáng này mình mới tận hưởng được đúng không? Chứ mình đi giờ này thì nó hết lạnh rồi. Đúng rồi, giờ nắng lên rồi. Nó hơi nóng mà. Đi xuống này xem hoa tiếp đi. Cái này họ trồng hoa nhiều. Cái này là gì ta? Cỏ. Này là cỏ. Đây là vô ruộng. Này chắc họ chuẩn bị trồng hoa. Đây hả? Đây, họ trồng hoa này, họ trồng hoa. Chỗ này trồng nhiều hoa lên nữa thì đẹp. Có nhiều chỗ hoa thì để mình chụp hình hơn. Ngoài này có cả lúa nha. Lúa. Không phải đâu. Phải lô lép không? Không phải lô lép không? Lô lép nó cao hơn. Ờ, cao mà cao hạt. Cao, cao như... hạt nó bè lắm. Lúa. Ê, dưới này hoa đẹp này. Đây, view ở đây nhìn lên kia là lưng chừng mây Đà Lạt 2. Chỗ này họ làm chỗ để cho mình chụp hình này mà hình như là chưa làm xong sao ạ. Wow, quá dưới kia nguyên một vườn hoa luôn mà xong thì ai xuống dưới này chụp hình nhỉ? Hoa đẹp mà nhỉ. À đúng rồi, hoa này là hoa này giống hoa ngũ sắc này nhưng mà có màu à. Giống giống. Sắc kia nó nhiều màu lắm. Ngũ sắc nó nhiều màu. Một cái bông nó nhiều màu.
cực đẹp ha. Chẳng biết là hoa gì nữa, nhưng mà vào đây mà chụp hình thì cũng đúng là đẹp này. Có ghế này. Nhìn trong máy quay thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà ở ngoài hoa nở đẹp lắm, hoa nở nhiều màu sắc, nở nhiều đẹp. Này, lối vô đây có thể vào đây chụp hình, qua đằng kia nhiều kìa. Này, quay cao lên này. Ở dưới kia có đồi cỏ kìa. Chúc mình xuống đó mình chụp hình đi. Hoa xoài. Ui giời, cái chắc là té rồi. Wow, đây là cái bãi ô tô, cái đường mà mình lúc này lên đằng này á, vào đây có thể chụp hình đây, trong bãi cỏ lau đây. Mà sao ít người xuống đây nhỉ? Hay là họ chưa biết ta? Đây là một điểm chụp hình đẹp. Đây là bãi cỏ lau. Đây cỏ hồng luôn đấy chứ. Đông lắm, khách tới đông lắm. Đây phía trên này. Mình tới lên cao rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của tụi mình nhé. Bye bye. Tới giờ về rồi.